Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì chiếc máy xúc thủy lực 1/8 của mình thì lần này mình sẽ sử dụng động cơ xăng để làm động cơ kéo cho cái motor bơm thủy lực các bạn nhé. Thì mẫu nhỏ thì mình sử dụng motor điện 3 pha. Thì còn con này thì mình sẽ sử dụng cái động cơ này để cho cái thời gian hoạt động của máy sẽ được lâu hơn và nó sẽ có thêm tiếng động cơ cũng như là có thêm khói thì sẽ thích hơn các bạn nhé. Ok, giờ thì mình sẽ phải bổ tung con máy này ra để chỉ lấy phần máy thôi, có những cái phụ kiện mình sẽ tháo hết ra để gắn lên xe cho nó gọn. Thì thực tế thì con này khi mà cái cụm động cơ này khi gắn và đặt lên xe ấy, thì nó cũng vừa đủ luôn, thì nó cũng vừa đủ với cái thùng máy này luôn các bạn nhé. Mình sẽ để gắn cho các bạn coi. Ok, nào các bạn cùng đợi. Có thể thấy á, cái động cơ nó sẽ nằm thọt lọt ở trong cái thùng của máy xúc luôn. Thì mình sẽ giờ thì mình sẽ tháo hết những phụ kiện không cần thiết của nó ra để cho cái máy gọn nhất có thể, để mình gác lên trên thùng xe này cho nó thật là gọn, bởi vì ở trên này còn rất nhiều thứ, nó còn bộ van kéo nữa cơ, còn bình dầu và bình xăng. Ok, giờ thì mình bắt đầu tháo. Thank you.
We'll be right back.
Thì đây nó chính là cái mạch để mình dùng để điều khiển con máy nổ các bạn nhé. Thì cái mạch này nó rất đơn giản, nó chỉ dùng để dùng dơ lê, hai con dơ lê và hai con diode thôi để đề máy này và để tắt máy các bạn nhé, để đề nổ máy và để tắt máy. Thì đây các bạn thấy đây cái dây to đùng này, dây nguồn này này, thì cái dây này nó chính là dây để đề máy các bạn nhé. Còn dây đầu ra này sẽ là dây để tắt máy. Còn đây là dây này sẽ là dây nguồn, đây là nguồn tín hiệu điều khiển các bạn nhé, từ ESC sẽ điều khiển vô đây để cho hai dây này nó hoạt động. Dây này nó sẽ đóng bên nào, nếu nó đóng bên này thì là ngắt máy, đóng bên này thì là đề máy. Còn đường này sẽ là đường cấp nguồn, cấp pin vào đây các bạn nhé, cấp pin từ 2S cho đến 3S được. Ok, còn cái này thì ra đề của máy nổ thôi. Ok, thì lát nữa mình sẽ ráp lên và mình test thử xem nó hoạt động như nào các bạn nhé. Ok, thì cái mạch điều khiển để nổ và tắt máy mình đã làm xong. Giờ mình sẽ test cho các bạn cùng coi nhé. Ok, bắt đầu mình sẽ để nổ à. Đó, các bạn thấy không? Tắt máy các bạn nha. Để nổ lại này.